Chào mừng nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạt. Hôm nay mình sẽ lên sóng cho anh em về bốn cái mã hàng mic bên cửa hàng mình đang bán nha. Ở trong đây nó sẽ có một cái của Sasuke, mấy này còn có hai cái thôi mấy anh em ơi, sale giá rẻ cho anh em mà đang có nhu cầu mình có thể mình mua nha. Sasuke hàng mic không khí và hàng que, giá có 1.250.000 thôi nha. Nó chưa gồm cuộn dây hàng nha mấy anh, chưa gồm cái dây hàng, cái dây kẹp que hàng luôn đó, giá 1.250.000 rồi. Còn bên đây con BTEC mới vừa về luôn, giá 1.390.000. BTEC là BTEC 250 nha. BTEC hàng mới về nay mình giới thiệu luôn, hôm nào có thời gian rảnh mình sẽ hàng thử cho anh em coi nha. BTEC mic 250 BE. Rồi kế tiếp nữa con hàng mic chuyên mic luôn, không hàng chuyên mic không khí mấy anh em. Là của con Total, giá là 2.080.000. Đó. Và mỗi con của con Kenmax giá là 1.800.000. Trong đây có bốn con này thì bây giờ con này mình đang sale nha, con này đang sale giá còn hai con thôi. Anh em đang tại vì mình đã về cái con BTS là 1.390.000 rồi, thì bây giờ cái con này giá 1.250.000 thôi, thì còn hai con là nó hết luôn, không còn giá này nữa nha mấy anh. Rồi thanh lý á, nha, thanh lý là không còn giá này nữa. Anh em đang có nhu cầu mua thì liên hệ. Nha, con này chắc nằm mình là cũng khá lâu rồi đó. Con này cũng đã có hàng thử, cũng có test các kiểu rồi. Rồi. Một bộ này nó gồm cái gì? Một dây hàng mic, một dây kẹp mát hàng mic và một cái máy, hết rồi nha. Nó không có cái gì luôn á mấy anh em, nó chỉ có như đó thôi. Giá nó rẻ mà. Anh em là mua thêm cuộn dây hàng cộng thêm 150.000. Nó không có dây hàng que đâu nha. Hàng que thì nó không có hàng que. Nó chỉ chúng ta hàng mic thôi. Đây là hàng mic, chỉ hàng mic không khí thôi nha. Anh em mua cuộn dây hàng mic không khí. Thì anh em hàng. Đó thì trong đây thì cắm điện thôi, thì chúng ta đơn giản chỉnh chế độ ha. MMI thì hàng que chuyển sang plus 0.8 hoặc plus 1 chấm. Plus 0.8 là hàng mic, không dây cuộn dây 0.8, ở đây 1 chấm là dây chấm. Bên hông bên đây á, thì nó sẽ là một cái bên để chúng ta để cuộn dây nha, 1 ký mini nha. Con này thì bán rất là nhiều rồi nha. Trong đây còn có hai con thôi, anh em nào hốt thì hốt luôn ha. Giá chỉ có 1.250.000 đó, nó gồm vậy thôi nha mấy anh em. Đây là hàng mới chưa xài chưa thử luôn nha, còn hai con thôi. Hàng mic thì bây giờ cạnh tranh nhiều lắm ấy nè, nha, cạnh tranh nhiều lắm nên nhiều lúc á có những cái đợt nó xả hàng nữa, giá bởi nói là lúc này lúc khác nha. Rồi ok, anh em đang có nhu cầu mua con này thì liên hệ, mình còn hai con Sasuke nha. Sasuke cái mẫu là mic 200F nha, mini. Rồi 1.250.000 nha, con này thanh lý hết là ngưng. Nếu mà có bán nữa thì không có cái giá đó đâu, lên tới 1.490.000 khoảng 1.500.000 đó. Con này hôm trước mình lấy cái lô gì đó ha. Thôi thanh lý. Kế tiếp nữa thì cái con mới cho mấy anh em nè. Đây là cái con BTEC mic 250 BE, cái dòng này giá là 1.390.000 nha. Nó cũng có những cái chức năng như là chống dính rồi khởi động ha, khởi động nhanh giống như Hotstar đó, công nghệ ECPT rồi hàng que ha, đó vậy thôi. Thì mấy cái dòng này anh em thì nó cũng chưa có gồm cùng với hàng đâu nha. Bây giờ mấy anh em phải mua thêm hết ạ. Con này con mới nè, mới lần mình khui lần đầu tiên nè. Coi trong này nó có cái gì chưa. Wow. Ống chống sốc này ghê không. Một giấy bảo hành nó cho cũng đầy đủ, tan 1.390.000 nó cho nè. Một cái kính nè, cái búa gỗ sỉ nè, cái con 1.250.000 không có này nha. Rồi nó cho luôn cái dây hàng que luôn. Ủa này nó hay ta. Một cái kẹp que hàng, một cái kẹp mát, có nghĩa là cho hai cái dây dùng để chúng ta kẹp mát và kẹp que hàng. Rồi cái dây hàng mic thì nằm ở đây mình nói rồi, dây hàng mic nè. Ở cho hai cái bát Seco nè. Nó 1.390.000 nó cho nhiều ghê không. Rồi một cái máy. Cái thùng nó thiết kế chống sốc ghê này mà. Đó, chống sốc trên dưới luôn, full mặt luôn. Ở con này sao giống con BTS chứ. Sao giống con Sasuke dưới trời. Đó thôi anh em nào mua Sasuke mua ha, con này mình thấy sao giống mi chang Sasuke vậy. Nó sẽ khác chút xíu này nha mấy anh. Chứ đúng như đây anh chỉnh nè, chỉnh ở đây là 0.8 1 chấm nè. Cắm điện thử ha. Rồi. Bật công tắc lên. Đó, chỗ này có chế độ lip tick thì anh em xoay qua chế độ này nè. Hàng mic nè, bấm cái này đèn xanh ở đây, bấm nút cái bên này đèn xanh ở trái chữ mic nè là hàng mic nha, bấm cái may là hàng que. Hàng que.
thì anh em chỉnh nó lên thôi, bấm cái chế độ lip tick. Lip tick có chức năng lip tick đó nha. Lip tick phải có cái sợi dây lip tick anh em mới lip mới được. Còn anh em bất thường thì xài hàng mic thôi. Hàng mic thì cái núm bên đây. Chỉnh đây nè, dây 0.8, dây 1 chấm, 0.8 1 chấm. Anh em chỉnh chế độ nha. Thì anh em MMA thì hàng dãy này nó tắt đi, không có xài tới. Thì nó chỉ có một núm mình chỉnh thôi. Mạnh nhẹ thì chỉnh núm này, từ hàng que cho đến hàng hàng mic. Rồi vậy thôi mấy anh em, hai sợi dây ha. Thì cái cắm vô thì chúng ta xài thôi nha. Núm chỉnh ở bên đây. Rồi. Mini nha. Con này thì anh em hàng đây. Ồ, cái núm này thì nó thiết kế cũng hay ha, nhét vô thôi nha mấy anh em ơi, nó không có cái độ gài lại luôn. Cuộn dây anh em ấn vô thôi. Ủa, cuộn dây nó ấn vô vậy thôi, nó không có chế độ gài lại hết ta. Ở đây thì nó không cho cái cuộn hàng nha, anh em phải mua nha. Ở đây anh em phải mua, không có cuộn dây hàng. Em lưu ý nha, nó không có cuộn dây. Đó, anh em phải mua thêm cuộn dây. Đó, cuộn dây thì nó ấn vô đây thôi. Thì cuộn này thì nó tự giữ luôn, nó không cần phải khóa lại. Ồ, nó có thêm cái lò xo nằm đây, cái đoạn này nè mấy anh. Đoạn này nè, nó hay chỗ này nè. Ở đây nó có cái cụm này nè, cái cục lò xo này nè, để nó rút cuộn dây hàng vô ha. Đó. Vậy thôi. Đơn giản. Giá 1.390.000 nha. Nhỏ gọn. Phía sau thì nó không có vũ khí đâu nha, bởi nó là mấy không khí mà. Rồi con này con mới nè mấy anh, mới vừa về luôn á. Thì hôm nào đi mình sẽ hàng thử cho anh em coi. Hôm nay mình giới thiệu nhanh ha. Rồi, qua con này. 1.390.000, hơn con kia thì nó có thêm phụ kiện. Kế tiếp nữa, con chuyên mic. Đây là con chuyên mic của ông Toto. Ông này là lúc này giờ ra con chuyên mic là cũng thời gian khá lâu rồi nha. Trước Tết rồi. Con này chỉ hàng mic không thôi, một dây kẹp mát, một dây hàng mic nha, không có hàng que. Và mic này là mic không khí nha mấy anh. Nhớ bỏ cuộn dây không khí vô. Đó, anh em nào mà cần chuyên mic đó, thì mua con này. Toto nó là thương hiệu có tiếng nè, giá là 2.080.000 nha. Dây thì nó dính liền luôn rồi, không có rời. Đó, nằm nguyên cụm vậy nè. Đó mấy anh, nằm nguyên cụm, nó không có phụ kiện gì hết á. Nó chỉ có cái máy thôi à, đúng chất luôn, có cái máy không thôi. Và chúng ta cắm vô chúng ta xài thôi. Ồ, cái chụp này cũng vậy nè, nó hàng như vậy thôi mấy anh em ơi. Nó không có cái đầu kia đâu nha. Ồ, nó hay quá ha. Anh em đưa về cho anh em hàng thôi. Nó không có cái cặp chùm kia đâu nha, nó chỉ như vậy thôi nhé mấy anh, hết rồi đó, đồ nghề hết rồi đó. Cho chúng ta ba cái bát hàng nó hết rồi nè, ba bát đây, bát thứ tư đầu như đây nó vậy thôi nha. Đó, anh em lưu ý nè, chỉ vậy thôi. Ok ha. Đó rồi, núm như đây thì nó anh em cứ chỉnh thôi nha. Đây nó hai cái núm chỉnh, hai cái này núm chỉnh độc lập, một cái là chỉnh cái lực, cái giống cường độ hàng mạnh yếu đó, mạnh yếu chỉnh này, này là chỉnh dây nha, dây ra vô, cắm điện vô là xài thôi, không cần phải chỉnh mà chuyển chế độ này nọ như mấy dòng kia. Chỗ này mình cắm điện vô nè, bật công tắc rồi lên báo ơn ha, bục thì khoảng 2 giây 3 giây nó mới lên báo ơn. Rồi cái núm này nè là dùng để chỉnh sợi dây nhanh chậm, núm ở đây á là chỉnh mạnh yếu, chỉnh hàng mạnh yếu. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi mấy anh em ơi, nó không có gì phức tạp cả nha. Cứ cắm điện vô là quất thôi à, và nhớ bỏ cuộn dây, thì cuộn dây không khí vô đây. Trong đây nó sẽ cho chúng ta một cuộn dây sẵn luôn nè, cuộn dây này chỉ có nửa ký thôi nha, chứ không được 1 ký nha, cho sẵn cuộn dây luôn rồi, cứ lòn vào trong đây và đây mà chúng ta xài thôi nha. Nó đơn giản như cái cụm kia thôi, mà mình thấy Toto thì nó có lẽ nó xịn hơn nha. Toto nó là hàng chính hãng mà mấy anh, chính hãng Toto đó. Cắm dây vô xài thôi. Trên đây thì nó có mấy cái này. Này chắc mấy cái để đồ phụ kiện quá nha. Để sẵn đây nữa, nếu bét ta chọt đây 1 2 3 bét ta để sẵn trong đây. Ba lỗ này là dự trữ Seiko bét. Này là để bánh răng nha, vậy thôi. Cái lòm lỗ sẵn thôi chứ nó không có kèm theo nha. Cho bánh răng không có kèm theo nha, bét thì nó có. Rồi, giá của cái máy này là 2.080.000 nha. Đầu trên thì cái người vậy thôi, một dây kẹp mát và một cái súng, đưa vô là hàng thôi mấy anh. Rồi, ok ha. Rồi tiếp tục một con hàng mic của Kenmax, cái dòng này giá 1.800.000. Trong một khúc thì con này nó mắc nhất. Thì cái con này nó có cái điều đặc biệt ở chỗ là nó dùng cái màn hình LCD, nó chỉ vậy thôi. Con này thì nó chỉ có hàng mic
một sợi dây. Cho cái dây hàng kẹp mát nha. Một cái dây hàng que. Con này nó mắc tiền hay cũng cho đủ nha mấy anh. Và một cuộn hàng nha, cuộn hàng 1 kg nè. Rồi. Đây có cái kính. Còn cái máy hết rồi. Ở dưới thì nó sẽ có một cái kính kính hàng. Vậy thôi ha. Đó. Con này thì nó chỉ có ưu điểm chỗ nó có màn hình LCD thôi mấy anh em ơi. Gắn vô nó đẹp hơn thôi. Nha. Giá 1.8 triệu cái này nha. Anh em nào mà mình có thể mình chọn những cái đây. Cắm điện vô rồi, bật lên. Đó. Nó dùng LCD nên em tất cả nút bấm này chúng ta sẽ dình cái này chúng ta chỉnh. Bấm cái này thì nó ra chứ nó hàng mic 1.0. Xuống đây là liptic, bấm cái nữa đây là hàng MMA, bấm cái nữa là lên hàng mic 0.8. Nha, nó dùng một phím bấm thôi anh em, hàng gì bấm cái này. Còn núm này là núm chỉnh nha, chỉ một núm chỉnh thôi. Đó thì anh em cứ cắm hàng vậy đó, anh em đưa vô anh em hàng thôi. Nha, dây này dây kẹp mát, dây này dây hàng mic. Rồi có cái dây jack nối cắm trong đây. Nha, thì cứ thế anh em ta xài thôi. Nó đơn giản vậy đó mấy anh em ơi. Nha, hàng này hàng mới. Ken mắt. Bên trong bên hông thì nó sẽ thiết kế hộp ở đây đựng cuộn dây. Rồi. Ok, vậy thôi mấy anh em ơi. Dòng này nó mắc tiền hay cho thêm cuộn dây anh em mua đâu đó khoảng 150. Anh em mua máy kèm theo cuộn dây thì khoảng 150 nha. Đó, còn anh em mà mua bình thường không cuộn dây thì khoảng 200 đó mấy anh. Nha. Rồi ok hết rồi đó. Anh em nhu cầu mua dòng sản phẩm nào của máy mic thì có thể ghé vào cửa hàng mình mua nha. Hàng thì đang có sẵn đó. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha mấy anh em. Rồi, mong được cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.